Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào anh chị, em là Thu Nhiên thì hiện tại là em đang ở xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị một căn nhà nằm trên mặt tiền đường bê tông này luôn nha. Đường này của mình thì là đường công cộng, là đường thông luôn nha anh chị, nhưng mà là đường xe máy thôi, chứ xe ô tô thì sẽ không có đi được. Nhưng mà từ đây mà anh chị đi khoảng 100 đến 200 mét thôi là mình sẽ tới đường ô tô rồi ha. Thì cái hướng này nè anh chị, mình đi thẳng ra tầm khoảng 500 mét thôi là mình sẽ tới ngay chỗ chợ của xã Trung An luôn ha. Ở đây là khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, nhà hàng xóm mình là san sát nhau hết luôn ha. Còn cái hướng ngược lại ở bên đây thì cũng là một cái con đường thông luôn. Là cái hướng này là mình sẽ đi thông ra ngoài đường Đoàn Thị Nghiệp luôn nha anh chị. Rồi thì đây là căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè. Nhà của mình thì có diện tích bề ngang là 6m1, chiều dài vô là 13m. Nhà là có sổ hồng, có thổ cư, có chủ quyền nhà đầy đủ hết luôn. Và chủ kêu giá là 1 tỷ 060 triệu nha. Đó, đây là căn nhà của mình nè ha. Rồi thì bề ngang 6m1 là mình sẽ được tính từ ngay chỗ vị trí cái bức tường ở đây này nha anh chị. Nó từ đây nè, anh chị mình sẽ đo dài qua tới cái mí bức tường ở bên đây là 6m1 ha. Ở đây là điện nước wifi là sẽ có đầy đủ hết luôn nha. Và ở đây là mình cũng sẽ gần ngay chỗ mà cụm khu công nghiệp Trung An của thành phố Mỹ Tho ha anh chị. Đó, đây là căn nhà của mình nè. Thì ở ngoài là chủ đã xây cổng rào kiên cố hết rồi. Nhà của mình thì thiết kế là một phòng khách, ba phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một nhà bếp nha anh chị. Đây là cái khoảng trống ở phía trước nè. Em thấy là xung quanh là chủ đã lót gạch hết trơn rồi, rất là sạch luôn. Có một cái chỗ làm sàn nước nè. Rồi bên đây thì mình có thể trồng hoa, trồng cây kiển vô nè ha. Nhà thì dán gạch lên cũng rất là cao luôn, thiết kế rất là đẹp ha anh chị. Đó, đây là không gian phòng khách của mình. Rồi ở phía sau đó thì là một cái căn nhà bếp ha. Nhà thì sẽ được 3 phòng ngủ nha. Và mỗi phòng ngủ là đều giống như nhau hết. Em thấy phòng ốc đều rất là rộng rãi luôn, mà nhìn rất là sáng sủa ha anh chị. Mỗi phòng là đều có một cái cửa sổ riêng hết. Có đóng la phong nè, có dán gạch và có lót gạch ở dưới là đầy đủ hết luôn nha. Đó, một cái căn cửa sổ nhỏ nhỏ mini rất là dễ thương nha. Rồi, đây là cái căn phòng ngủ thứ ba của mình nè ha. Phòng ngủ thì em thấy cũng khá là rộng luôn. Cửa sổ nhìn ra bên hông là khu vườn của hàng xóm ha. Rồi, ở đây là cái không gian nhà bếp của mình nè anh chị. Ở đây thì cũng có cửa sổ luôn. Đó, rồi bên đây thì có một cái nhà vệ sinh luôn ha. Ở đây thì dân cư sẽ rất là đông đúc luôn và sẽ gần ngay chỗ mà cụm khu công nghiệp Trung An. Tính ra từ vị trí của mình mà anh chị đi tới cụm khu công nghiệp Trung An thì trung bình cũng tầm khoảng 5 phút thôi. Nếu như mà anh chị nào mình có tiền thì em nghĩ là mình có thể mua căn nhà này để mà anh chị ở và mình đi làm ở gần đây cũng được ha. Xung quanh thì dân cư rất là đông luôn, cho nên là anh chị mình cứ yên tâm ha. Nhà thì diện tích bề ngang là 6m1 và chiều sâu vô là khoảng 13m. Nhà là thổ cư, sổ hồng, chủ quyền nhà đầy đủ hết luôn. Giá là 1 tỷ 060 triệu. Giá cả là anh chị mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Nhà mình thì sẽ nằm ở hướng Bắc nha anh chị. Rồi thì anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở nhà của mình á, thì sát bên là chợ Trung An, bên đây là cụm khu công nghiệp Trung An, vô trong đây á là trung tâm của thành phố Mỹ Tho này ha. Thì từ ở đây anh chị đi lại tới ngay chỗ chợ Trung An á là chỉ có 500 mét thôi. Đây, chợ Trung An nè, 500 mét ha anh chị. Và xung quanh chợ Trung An là sẽ có ban chỉ huy quân sự nè, bưu điện xã Trung An, rồi bên đây là trạm y tế nè ha. Rồi ở đây là có trường tiểu học Trung An nè, rồi bên đây thì có trường trung học cơ sở của xã Trung An luôn. Rồi có những cái công ty nè ha, rồi siêu thị điện máy xanh, Bách Hóa Xanh nè, Thế Giới Di Động nè ha. Rất là đầy đủ luôn ha. Còn từ ở đây mà anh chị đi tới ngay chỗ mà cụm khu công nghiệp Trung An á, thì trung bình á là anh chị mình đi là tầm khoảng 1,8 cây số là mình sẽ tới ngay chỗ mà cụm khu công nghiệp Trung An nè.
Đây là cụm khu công nghiệp Trung An nè, 1,8 cây số là 4 phút thôi. Thì ở sát bên đó là cũng có trường chuyên Tiền Giang nè anh chị, rồi bệnh viện quân y 120 nữa nè, siêu thị Bixigo luôn nè ha. Rồi từ đây mà anh chị mình đi tới ngay chỗ mà trường chuyên của Tiền Giang á, thì trung bình mà anh chị mình đi là chỉ có 1,8 cây số luôn thôi. Đây là mình sẽ tới trường chuyên Tiền Giang nè ha, nó đầy đủ hết luôn. Vậy là từ vị trí nhà mình á, anh chị đi 500m đến 1 cây số thôi là sẽ tới chợ trường học ủy ban của xã Trung An nè. Còn đi 1,8 cây số là sẽ tới cụm khu công nghiệp Trung An. Thì cũng tầm 1,8 cây số luôn là anh chị sẽ tới trường trung học phổ thông chuyên Tiền Giang và bệnh viện quân y 120 siêu thị Go của thành phố Mỹ Tho luôn nha. Còn nếu như mà anh chị vô trong trung tâm thành phố Mỹ Tho thì mình đi là tầm khoảng 3 cây số. Còn từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì anh chị đi có 61 cây số thôi, khoảng 1 tiếng rưỡi là anh chị tới rồi ha. Đây anh chị xem nè, đây là cụm khu dân cư ngay chỗ vị trí nhà của mình nè, đó nhà là san sát nhau ha, nhà của mình là nằm ở đây nè. Rồi thì nhà của mình á là nằm ở xã Trung An nha, xã Trung An thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, gần chợ gần trường học ủy ban của xã Trung An luôn. Diện tích bề ngang là 6m1, chiều dài là 13m, trong đó là nhà là có 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 nhà vệ sinh, giá là 1.060.000.000, giá cả là thương lượng trực tiếp chủ luôn ha. Rồi cảm ơn chị đã theo dõi video của em nha.